em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị cái lô này là lô linh sam siêu bông. Kéo nhà mình trồng bonsai mini ha. V28. Anh chị coi nè, ảnh chóc ra bóng bóng là không sao nha. Ghế quá trời ghế luôn chị. Hoành nó 13,5. Chiều cao là 25. Đó, nè. Mấy chồi non nè anh chị nó dễ gãy lắm á, nên vận chuyển sao khi nó dễ gãy nha anh chị. V28 300.000 hay bao ship. Mã V29. Còn củ nở nè anh chị. Đó. Đây ẩm là nó ấy là mình củ vô cấu xí dừa. Hoành nó 15. Chiều cao là 22. Rồi mã số V29 300.000 lên sang V32, mã V32 nha anh chị, lên sang siêu bông. Hoành là 13,5, chiều cao là 22. À, mấy cái chòi nâu này nó đưa ra gì chứ nữa em vận chuyển có thể nó bị dập gãy nha anh chị. Rồi nó lên chòi mới ha, V32 250. V33. Chị coi nè, chóc da nó này, chóc da trong đây xinh bình thường á. Này cọng đế ngoài, nó bị té cọng đế lâu rồi. Đó, bây giờ mình ủ lại. Hoành nó 12, chiều cao là 20. Rồi mã số V33 250. V36. Hoành nó 12, chiều cao là 20. Mấy chòi non là sẽ bị dập gãy nên có khi tới nơi nó mới lá nó héo nha anh chị. Rồi V36 250. Nên anh chị nào đặt hàng thì thông cảm với chuyện đó ha, vận chuyển xa đó anh chị. Chờ nhận giúp em ha. Mấy này đi lâu cũng không sao. V37. Hoành nó là 13, chiều cao là 22. Ẩm ẩm chốc ở đây bình thường ha. Rồi mã số V37 300.000. V38. Hoành của nó là 12,5, chiều cao nó là 15, không tới gan tay nha anh chị. Rồi V38 250 em bao ship. V39. Hoành ở đây 16, chiều cao là 21. Mấy cái này cỡ chậu thôi nha anh chị, khoảng 16. V39 250 em bao ship. V42. Hoành nó 13 dưới này, chiều cao là 17. Rồi mã số V42 300.000 em bao ship. V43. Dính đây nè, cục dưới đây ha, đo trên này thôi, 12 trên này, chiều cao là 19. V43 250 em bao ship nha anh chị. V44. Cái này lùng lực luôn ha. Nè, nó dễ bị gãy á, tại trời nó còn non á. Hoành nó 14, chiều cao nó là 12 thôi nha anh chị. Dưới đây chóc ẩm ẩm bình thường ha, mấy chòi nâu vận chuyển nó lại bị dập gãy nha anh chị. V44 250 em bao ship toàn quốc. Xin kính chào quý khách hàng, em giao lưu với quý khách hàng cái lô này là hồng ngọc mai nha quý khách hàng, cái này em bán một cặp luôn ha. Quý chú anh chị nào đang xem nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em quý chú anh chị. Đồng giá 350 một cặp nha anh chị. Này thuần chậu anh chị. Mã số 2. Đây. À, mã số 2 này cũng 350 em bao ship nha anh chị. Cao tầm một gang tay hơn á. Cái này hoa của nó sẽ màu hồng, khi chín là nó sẽ có trái, trái màu xanh hoặc chín thì nó màu đỏ nha anh chị. Rồi mã số 3. Mã số 3 này cũng 350 em bao ship. Mã số 4. Mấy cái này nó dễ sống lắm anh chị, nhưng mà vận chuyển á, ví dụ như anh chị nào ở xa vận chuyển đi xa có thể nó sẽ bị không có được tươi như vậy, anh chị về chăm lại giúp em ha. Rồi mã số 4 350. Mã số 5. Hoa nè anh chị coi nè,
để trái này ha, nhưng mà nên này nó mới. Rồi mã số 5 này cũng 350 nha anh chị. Mã số 6, cái này thì nó tàn, nó mới tàn hoa rồi nè anh chị. Mã số 6 chiều cao là hơn một gang tay em xíu ha. Rồi mã số 6 350. Cái này cũng dễ sống lắm anh chị, thường chậu rồi mình về mình để tầm tuần đi anh chị thay chậu ha. Mã số 15 350 luôn anh chị. Rồi em xin kính chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em mới về được loại kích rễ của Trung Quốc. Này hổm gài khoảng chừng một năm trời rồi cái biên giới đóng cửa đó anh chị, nên không có nhập hàng được ha. Giờ mới về ha anh chị. Loại kích rễ Trung Quốc này nói chung là anh em đã xài rồi thì đã biết ha, cực kỳ im nha anh chị. Nó rất là im ha. Kích rễ cực mạnh ha. Một gói này là nửa ký, 500g. Đó, em xin giao lưu với anh chị là 200.000 em bao ship tặng nhà cho mình. Rồi về liều lượng thì là một muỗng cà phê đầy mình pha với 5 lít nước, hoặc một gói này nè mình pha với 300 lít nước ha. Do đó mình sử dụng được rất là nhiều nha anh chị. Còn sử dụng các loại cây á, này là loại kích rễ này sử dụng được tất cả các loại cây trồng nha anh chị, như là mai vàng, nguyệt quế, linh sam hay tất cả các loại cây trồng đó. Cây phôi á thì mình liều lượng mình tưới đó là một tuần mình tưới 2 lần. Những cây nào mà sống khỏe thì anh chị muốn cho nó cây nó phát triển mạnh và đều á thì từng mình tưới 1 lần. Mà những cây phôi mới bứng á đó, hoặc là những cây di dời á, anh chị tưới 1 tuần 2 lần ha. Một muỗng cà phê đầy với 5 lít nước nha anh chị. Đó, lâu lắm mới được về mới hàng nha anh chị, được về có mấy chục gói thôi. Anh chị nào nhanh tay thì còn ha anh chị. Đó là 200.000 một gói 500g này ha. Anh chị mua cây thì nhớ sử dụng kích rễ anh chị ơi. Nói chung là mình mua cây khi tiền triệu, mà có gói kích rễ này mình xài cả năm trời mới hết nha anh chị. Rồi tiếp theo là em giới thiệu anh chị cái loại kéo cắt. Đó, hai cái loại kéo cắt ha. Hàng này hàng công nghệ của Nhật Bản. Hàng là em bán là 120.000 một cây, em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, hàng thì em bao bán, anh chị cứ mở ra. Nếu mà không bán thì cứ trả lại cho em ha. Bao bán luôn, em cắt thử cho anh chị coi nè ha. Nó rất là ngọt luôn anh chị ơi. Nè, cái cây bành kia bằng gần bằng tay cái em nè. Đó. Nè. Mướt rượt luôn. Giá chỉ có 120.000 mà bao ship. Nó thật sự là hàng này rất là rẻ. Em đã xài mấy cây rồi, xài cả mấy năm trời luôn mà không có lục. Ít rất là lục ha. Nè, chị coi mặt cắt nè, rất là ngọt luôn á. Đó. Nè, đó. Đó. Chị xem ha, ngọt ngơ luôn, nhẹ nhàng luôn. Đó. Là có hai màu, một màu đỏ, màu trắng với một màu đen. Đó, anh chị thích chọn cây nào thì em gửi cây đó, chỉ 120.000 em bao ship luôn. Đó, em bao bán cho anh chị luôn ha. Rồi, tiếp theo là em xin giới thiệu với cô chú anh chị là cái loại kéo tỉa. Kéo tỉa nha. Hàng này hàng bãi của Đài Loan. Đó ha, kéo tỉa Đài Loan. Kéo này là cực kỳ bán. Đó, em bao hàng với chị ha, này là kéo bãi nha chị, là kéo cũ á. Nhưng mà nó là loại thép đúc nguyên khối như thế này, cán rổ rất là đẹp. Đó, chị có thể xem ha, cán rổ rất là đẹp luôn ha. Đó, đã xử lý mài nhũa hết trơn rồi nè chị, nhìn tờ giấy nha. Cắt nè. Đó. Rất là mướt luôn anh chị ơi. Đó, thép đúc nguyên khối. Đây là hàng cũ đó nha anh chị. Nó không phải như là anh chị muốn đòi cây mới cáo 1 triệu mấy 2 triệu một cây lận nghe anh chị. Nha, này hàng bãi. Đó chị nè. Đó, chất lượng tuyệt vời luôn anh chị ơi. Em bảo hành cho anh chị luôn ha, anh chị nào cứ mở ra xem. Đó, cắt cành. Đó, cắt giấy mà nó mượt còn hơn là gì nữa chị. Ha. Loại kéo tỉa này ha là 180.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó. Kéo tỉa Đài Loan, hàng bãi nha anh chị. Đó, nè. Cán gỗ luôn. Anh chị về thường xuyên thay dầu nhớt cho nó là xài là rất là bền luôn, vĩnh viễn luôn á. Ha, 180.000 một cây em bao ship. Rồi, tiếp theo là em xin giới thiệu với anh chị là cái loại cưa. Này gọi là cưa lách cán gỗ. Đó. Hàng cũng công nghệ của Nhật Bản. Bao bén. Anh chị về mở ra được thử cưa, không bén trả lời em ha. Đó. Cây cưa như thế này. Đó, em giao lưu với anh chị là chỉ có 70.000. Đó, 70.000 nha.
mà loại cưa này thì em bán hai cái trở lên em mới ship, hoặc là anh chị mua cùng một cây kéo hay là một gối kích rễ hoặc là một cái cây nào đó thì em sẽ ship cùng với anh chị, chứ một cây thì em ship không được nha chị. Nói chung là một cây là ship là lỗ tiền ship luôn nha chị. Có nghĩa là chị mua hai cây trở lên thì em bao ship, một cây là 70.000 đó, em bao ship cho mình. Nè em cưa thử cây mai cho anh chị xem ha, rất là em bao bén luôn ha. Nè đây anh chị, không biết anh chị có nhìn thấy rõ không ha, đó nè bao bén luôn đó, cưa lách nha anh chị. Đó là những cái lách nhỏ, anh chị coi nè, cái mặt cắt nè đó, mướt rượt luôn, mặt cắt rất là mướt nè, rất là phẳng luôn á anh chị. Đây cây mai đây đó, mặt cắt rất là phẳng luôn ha. Đây cưa lách rất là bén nha anh chị. Chiều dài của cái lưỡi cưa ha, tầm khoảng 23 cm đó anh chị ơi. Nè, 23 cm. Em đây ha. Mà tới cái cán luôn chắc cỡ 30 cm. Tính cái cán luôn là cỡ 30 cm, còn cái lưỡi không là khoảng 25 cm nha anh chị. Đó 23 cm. Đó. Nè anh chị nhìn cái lưỡi cưa, nhìn gần lại. Cực kỳ bén luôn ha, nhỏ bén dữ dằn ha. Em bao hàng với chị luôn ha. Đó, cưa lách là những cái đầu nhọn nè, những cái chỗ mà anh chị mà cưa lớn mình bỏ vô mình cưa không được á, mình sử dụng cưa này đó, mà cưa cành bự được bình thường thôi nha anh chị, rất là bén ha. Chỉ có 70.000 ha, bao ship luôn nha anh chị. 70.000 mà anh mua chị hai cây em mới bao ship ha, một cây em không bao ship nha anh chị, hoặc là mua cùng với một cây cưa cây kéo nào đó hoặc một gói kích rễ ha. Rồi hôm nay em về đụng số hàng vậy, cũng cảm ơn anh chị thời gian qua ủng hộ em rất nhiều ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở clip sau nha.